Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ Ngọc Thủy xin gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Và bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết nạn nhân bị linh mục xâm phạm đòi điều tra cấp liên bang về giáo hội Công giáo. Thưa quý vị, những người bị các linh mục xâm hại tình dục vẫn còn sống đã biểu tình trước tòa khâm sứ Vatican ở Washington vào hôm 30 tháng 8 và kêu gọi những người có thẩm quyền cao hơn, giáo hoàng cũng như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn các vụ xâm hại cũng như buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm. Peter Uzzelli, người phát ngôn của nhóm chấm dứt việc linh mục xâm hại, nói rằng họ có rất nhiều bằng chứng, hãy bắt đầu điều tra, hãy làm ngay. Mạng lưới những người bị linh mục xâm hại hiện còn sống, tức là gọi tắt là SNAP, và Trung tâm Quyền Hiến định cũng đã gửi một bức thư tới Thứ trưởng Tư pháp là ông Rod Rosenstein, yêu cầu điều tra và truy tố giới chức cấp cao trong giáo hội Công giáo về tội phạm tình dục và các hành vi che đậy. Trong thư thì hai nhóm kể trên đã viết, đáng lẽ từ lâu rồi, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phải điều tra toàn diện trên toàn quốc về nạn hãm hiếp cũng như bạo lực tình dục và các hành vi che đậy trong giáo hội Công giáo. Và trong những trường hợp phù hợp, phải thực hiện tố tụng hình sự cũng như hoặc dân sự đối với bộ máy đã cho phép vi phạm xảy ra. Khi được hỏi, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết, chúng tôi không xác nhận hay phủ nhận là có các cuộc điều tra như vậy. Và tiếp theo bản tin nói về Tổng thống Donald Trump dọa rút Hoa Kỳ khỏi WTO nếu tổ chức này không thay đổi. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump nói ông sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới nếu cơ quan này không đối xử tốt hơn với Hoa Kỳ. Ông nhắm đến nền tảng của hệ thống thương mại quốc tế. Nếu họ không chấn chỉnh, tôi sẽ rút khỏi WTO. Và ông Trump nói vào hôm 30 tháng 8 trong một cuộc phỏng vấn tại phòng bầu dục với hãng Bloomberg News. Ông Trump cho biết là thỏa thuận về thiết lập cơ quan này là một thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thực hiện. Về việc Hoa Kỳ rút khỏi WTO có thể có ý nghĩa to lớn đối với kinh tế toàn cầu, còn hơn cả cuộc chiến thương mại đang gia tăng của ông Trump với Trung Quốc, làm xói mòn hệ thống hậu thế chiến thứ nhì mà Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng. Ông Trump hồi tháng trước nói rằng Hoa Kỳ đang ở thế bất lợi lớn khi bị WTO đối xử rất tồi tệ trong nhiều năm, và cơ quan có trụ sở tại Geneva cần thay đổi cách thức của họ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ là ông Robert Lighthizer nói rằng việc cho phép Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 là một sai lầm. Từ lâu, ông đã kêu gọi Hoa Kỳ có tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với WTO, cho rằng tổ chức này không có khả năng đối phó với một nền kinh tế phi thị trường như Trung Quốc. Ông Lighthizer đã cáo buộc rằng hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO can thiệp vào chủ quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với các vụ chống bán phá giá. Hoa Kỳ đã chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán vào cơ quan xử lý khiếu nại của WTO, làm tăng khả năng và cơ quan này có thể chấm dứt hoạt động trong những năm tới. Và tiếp theo về Tổng thống Donald Trump thì ông đã cho rằng hủy tăng lương cho nhân viên liên bang. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Quốc hội rằng ông hủy khoản tăng lương mà hầu hết nhân viên liên bang sẽ được nhận vào tháng Giêng năm sau với lý do ngân sách khó khăn. Ông Trump đã thông báo cho các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện trong một bức thư gửi đi vào hôm thứ Năm vào ngày 30 tháng 8. Ông nói trong lá thư rằng việc tăng lương theo địa phương làm việc sẽ tốn thêm là 25 tỷ ngân sách và ngoài khoản tăng chung là 2.1% cho hầu hết các nhân viên dân sự của chính quyền liên bang. Chúng ta cần phải duy trì nỗ lực đưa đất nước chúng ta vào con đường bền vững về mặt tài chính và ngân sách liên bang không thể trang trải khoản tăng lương như thế. Và ông đã viết trong thư như trên. Tổng thống Donald Trump nói, ông kiên quyết rằng trong năm 2019, cả việc tăng lương chung và tăng lương theo địa phương, đó là việc làm, sẽ là con số 0. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Donald Trump còn nói là chưa vội sa thải Bộ trưởng Tư pháp.
Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm nói rằng Bộ trưởng Tư pháp là Jeff Sessions vẫn yên vị ít nhất là cho tới cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11. Bloomberg News loan tin sau khi phỏng vấn nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, tôi chỉ muốn ông ta làm việc cho thật tốt. Bloomberg dẫn lời ông Trump nói, và hãng tin nội đã nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông sẽ cho ông Sessions tại chức sau tháng 11 hay không. Ông Trump nhiều lần công kích ông Sessions vì ông Sessions đã rút khỏi cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Sau khi ông Sessions thoái lui, Phó Bộ trưởng Tư pháp là ông Rod Rosenstein đã bổ nhiệm công tố, đặc biệt là ông Robert Mueller dẫn đầu cuộc điều tra mà ông Trump gọi là săn phù thủy. Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg News rằng ông xem cuộc điều tra của ông Mueller là cuộc điều tra bất hợp pháp. Tổng thống tiếp tục các cuộc công kích nhắm vào ông Sessions vào tuần trước và cáo buộc ông này chưa bao giờ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Bộ Tư pháp. Ông Sessions, trong một lời phản pháo rất là hiếm hoi, đáp rằng ông nắm quyền kiểm soát bộ ngay từ ngày ông trở thành bộ trưởng và sẽ không cho phép bộ bị ảnh hưởng một cách sai trái bởi những toan tính chính trị. Ông Trump nói trong một dòng Twitter đăng trên Twitter vào hôm thứ Bảy rằng ông Sessions không hiểu chuyện gì đang xảy ra dưới quyền của mình. Và ông cáo buộc cuộc điều tra của ông Mueller bị mâu thuẫn trầm trọng, đã không đá động gì tới sự nhũng nhiễu thực sự. Một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đã dự đoán rằng ông Trump sẽ thay thế ông Sessions, người từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, sau cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Và sau đây là một bản tin nói về một chiếc xe tải bể bánh xe và đâm vào xe buýt ở New Mexico làm cho 8 người chết, thưa quý vị. Ít nhất có 8 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng vào hôm thứ Năm, khi một chiếc xe bus và một xe tải đụng đầu nhau trên xa lộ 40 ở New Mexico, gần ranh giới tiểu bang Arizona. Các giới chức đã cho biết như trên. Thông tin ban đầu cho biết là chiếc xe tải đang chạy thì bị bể bánh xe, làm chiếc xe lao về hướng xe đi ngược lại, đâm vào đầu chiếc xe bus. Cảnh sát tiểu bang New Mexico nói rằng, khi tai nạn xảy ra, có 49 người trên chiếc xe bus là Greyhound. Các giới chức nói có nhiều người được chở vào bệnh viện, nhưng không cho biết con số chính xác là bao nhiêu người bị thương, hoặc tình trạng của họ ra sao. Có 9 hành khách xe bus được đưa tới Bệnh viện Đại học University of New Mexico, và có 3 người nữa sẽ được chở tới đây. Các giới chức bệnh viện không cho biết chi tiết về tình trạng những người này. Những người lái xe chạy ngang hiện trường mô tả cảnh tượng hỗn loạn, hành khách ngồi trên mặt đất, có những người thì gào thét. Và thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ có bản tin đặc biệt như sau. Hoa Kỳ sẽ gỡ quốc tịch hàng ngàn di dân. Tòa Bạch Ốc tố cáo hàng trăm là có thể là có hàng ngàn cư dân gốc Nam Mỹ sinh sống tại biên giới Texas-Mexico đạt được quốc tịch Hoa Kỳ bằng giấy khai sinh gian lận và chính quyền liên bang sẽ từ chối sổ thông hành với số dân này. Theo tin tờ báo Washington Post cho biết, và một số ứng viên đã bị từ chối cũng như giao cho trại tạm giam của cơ quan di trú. Những người khác thắc mắc về bên kia biên giới thì nhà báo đã tiếp xúc một số người và được họ xác nhận đã dùng giấy khai sinh hiện tại có từ ngày chào đời. Và tờ Post cũng ghi rằng không rõ bao nhiêu người ảnh hưởng trong lúc chính quyền Trump siết chặt việc thực hành luật di trú. Trong năm qua, chính quyền Trump đã tổ chức đoàn đặc nhiệm rút quốc tịch và đơn vị này đã thử làm việc sa thải số di dân tổng quân để nhập tịch. Tại Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên khẳng định không thay đổi chính sách hay tiến trình cấp quốc tịch. Viên chức nói là gánh nặng chứng minh lý lịch là của ứng viên. Vô số lý do buộc ứng viên cung cấp tài liệu hay thông tin bổ túc. Và bản tin sau đây cho biết một lính Mỹ ở Hawaii nhận tội giúp ISIS có thể bị tù 25 năm. Thưa quý vị, một trung sĩ nhất là A.K.K. Kong, 35 tuổi của sư đoàn 25 bộ binh hậu cứ Hawaii, nhận tội đã hậu thuẫn vật chất tổ chức khủng bố gọi là Nhà nước Hồi giáo ISIS. Bằng thông tin mật và bằng phi cơ không người lái,
theo dõi lực lượng Hoa Kỳ và đội viên ISIS mà anh ta không biết là thám tử cải trang. Kong ra tòa trong đồng phục của các phạm nhân với hai tay bị còng, nhận tội về tất cả bốn tội danh bị truy tố. Phụ tá công tố viên liên bang là Ken Sorensen cho hay là Kong là cảm tình viên ISIS từ đầu năm 2016. Và FBI nhận biết khi bắt đầu điều tra về bị cáo vào tháng 6 năm 2016. Là quân nhân được thụ hướng chuyên môn về kiểm soát không lưu, có khai thông an ninh, Kong đã cung cấp thông tin về tín hiệu và các thủ tục về tần số liên lạc truyền tin. Theo thông báo của ông Sorensen, Kong từng tuyên thệ trung thành với ISIS trong một buổi họp với nhóm là nói hai thứ tiếng, tức là nói tiếng Anh và tiếng Arab, và hôn cờ đen. Biên bản còn ghi là Kong muốn có súng để đến trung tâm Honolulu nổ súng. Kong đã bị FBI bắt sau đó. Chính quyền liên bang xin phép tòa để gài dụng cụ theo dõi trên xe của Kong từ tháng 10 vào năm 2016. Kong bị giảm không được ký quỹ để thế chân tại ngoại. Bị cáo có thể bị phạt bản án tù là 25 năm khi trở lại phiên tòa tuyên án, đã được định vào ngày 10 tháng 12, thưa quý vị. Và bản tin tiếp theo sau đây cho biết là bà Sarah Palin không được mời dự tang lễ thượng nghị sĩ McCain. Thưa quý vị, bà Sarah Palin, cựu ứng cử viên phó tổng thống của ông John McCain, là cựu thống đốc tiểu bang Alaska, không được mời tham dự tang lễ vị thượng nghị sĩ, được nhiều người coi là anh hùng của nước Mỹ. Theo hãng tin NBC News, vào hôm thứ Tư nói rằng bà Palin không được mời tham dự tang lễ của người từng ứng cử chung với bà. Một người trong gia đình bà Palin nói với đài NBC News rằng, để tôn trọng thượng nghị sĩ John McCain và gia đình ông, chúng tôi không có gì để nói vào lúc này. Gia đình Palin sẽ luôn luôn giữ trong lòng tình bạn với gia đình ông McCain và người trân trọng những ký ức. Người này nói tiếp với hãng tin NBC News. Ông McCain và bà Palin ứng cử tổng thống và phó tổng thống vào năm 2008, nhưng thua ông Barack Obama và ông Joe Biden. Vào tháng 5 thì theo nhật báo The New York Times, ông McCain nói ông sai lầm khi chọn bà Palin làm ứng cử viên phó tổng thống. Ông nói đáng lẽ ông nên chọn cựu thượng nghị sĩ Joe Lieberman của tiểu bang Connecticut, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ thì cơ quan FDA cảnh báo thuốc trị tiểu đường có thể gây hoại bộ phận sinh dục. Thưa quý vị, cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA mới đưa ra cảnh báo. Theo đó thì một số loại thuốc dùng trị tiểu đường type 2 có thể gây ra loại hoại tử bộ phận sinh dục. Bản tin UPI nói rằng tình trạng này gọi là necrotizing fasciitis, có tên là hoại tử Fournier, được thấy trong 12 bệnh nhân sau khi họ dùng thuốc này trong thời gian từ tháng 3 năm 2013 tới tháng 5 năm 2018. Trong bản tin cảnh báo vào đưa ra vào hôm thứ Tư 29 tháng 8, thì FDA nói hiện cả 7 người đàn ông và một người đàn bà bị chứng này đang được điều trị. Một người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan FDA cho phép các loại thuốc nói trên, gọi chung là SGLT2 inhibitor, được bán ra thị trường từ năm 2013 đến năm 2016 để dùng chung với các hoạt động thể dục và kiêng cữ nhằm giảm mức đường trong người lớn có bệnh tiểu đường type 2, tức là loại 2. Và FDA nói trong năm 2017 có khoảng 1.7 triệu bệnh nhân dùng thuốc loại là SGLTA inhibitor mua ở các nhà thuốc. Và bản tin Bloomberg nói loại thuốc duy nhất trong số này không gây ra chứng hoại tử nói trên là Stechugin của Merck & Co. Các loại thuốc có trong danh sách bị coi là có thể gây bệnh gồm cả Invokana của Johnson & Johnson, Farxiga của AstraZeneca PLC và Trilance của Eli Lilly and Co.
Bản tin tiếp theo nói về một chiếc máy bay rơi xuống căn cứ quân sự Hoa Kỳ làm toàn bộ 4 người thiệt mạng, thưa quý vị. Theo hãng tin Sputnik News, quân đội Mỹ thông báo là vào ngày 30 tháng 8, một chiếc máy bay dân sự hạng nhẹ đã rơi xuống khu vực thuộc căn cứ không quân Eglin tại tiểu bang Florida ở Đông Nam Mỹ, đã khiến cho 4 người trên máy bay thiệt mạng. Trên mạng xã hội Twitter, căn cứ trên đã đăng tải một thông điệp nói là nêu rõ vụ việc xảy ra vào lúc gần 10 giờ 35, chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Beechcraft BE-60. Sau khi điều tra sơ bộ thì các quan chức đã xác nhận 4 người thiệt mạng. Theo quân đội Hoa Kỳ, chiếc máy bay đã lao xuống khu vực cách đường băng của căn cứ quân sự khoảng 2 dặm về phía bắc trong một khu vực cây cối rậm rạp, thưa quý vị. Và đó là phần tin Hoa Kỳ Ngọc Thủy vừa gửi đến quý khán thính giả. Và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị để gửi đến phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.